Xin chào bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lại lên cho các bác một mẫu xe Sava Carbon BK26. Được rất nhiều bác thích chiếc xe này. Đấy thì hôm nay em lại về một con thì lên ngay cho các bác xem. Bộ phần khung của chiếc xe là full carbon, đề DOG XT, đặt đĩa trên là Shimano DOG. Bánh 26 inch. Đồ nguyên bản của xe. Nguyên bản DK và là hãng phụ tùng sản xuất phụ tùng xe đạp riêng cho Sava. Toàn bộ phần khung nước sơn nguyên bản do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là trên phần khung của chiếc xe nó xuất hiện một vài vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Còn về tổng thể như các bác thấy ở trên hình là chiếc xe nó còn độ mới thôi, cũng rất là cao, chiếc xe rất là đẹp. Trang bị bộ đề sau là Shimano DOG XT, cũng rất là cao cấp của dòng Shimano cái hình. Đĩa trước là Shimano DOG. Bánh vành 26 inch cũng đủ đi vòng. Trục dẫn. Còn là về phần khí đông. Chiếc xe cũng được trang bị đuôi tay bấm của Shimano DOG, tinh dầu Shimano. Và bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm. Từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 58 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75 thì là phù hợp. Đấy, và về phần chuyển động của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị 10 tầng nít và 3 tầng đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Như các bác thấy trên hình, chuyển động của chiếc xe rất là mượt mà, chuyển động rất là êm ái. Chiếc xe đang bán bên em với mức giá chỉ có 10.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.